Thân ái chào anh chị các bạn đang theo dõi kênh Chợ Sài Gòn nha. Hôm nay là tối 25 tháng 12 âm lịch anh chị. Em đang ở dưới dốc cầu, đây là đường Hoàng Minh Giám ha. Và phía bên này là công viên Gia Định anh chị. Hôm nay ở công viên Gia Định thì có rất nhiều vườn mai khoe sắc ở đây ha. Và đặc biệt là có sự góp mặt ở công viên Gia Định này, rất nhiều vườn mai đẳng cấp nha anh chị, rất nhiều vườn mai đẳng cấp. Và anh chị thấy đi vào một cái con đường ở bên trong đây là con đường dành cho những người đi bộ và có cả xe máy nữa anh chị. Thì trong đây rất nhiều vườn mai, ở trong đó có một cái vườn mai là rất quen thuộc với anh chị các bạn, vườn mai Thanh Hòa anh chị. Vườn mai Thanh Hòa là cái vườn mai em sẽ chọn đến quay đầu tiên cho anh chị các bạn mình cùng theo dõi ha. Thì mỗi vườn mai em sẽ làm một cái clip riêng để cho anh chị mình bấm vào theo dõi cho nó nhanh và thường xuyên. Em sẽ cập nhật thêm cái giá cho anh chị mình cùng cùng xem nha. Rồi em sẽ bước vào. Ôi chào anh Hòa nha. Chào anh em. Trời ơi. Chào anh em đi rồi. Đây ra công viên được lâu ngày nào anh? 23 Tết. 23. 23 Tết ha. Nay 25 được 2 ngày rồi. Tình hình thấy khả quan không anh? Bà con ủng hộ mình nhiều không? Nói chung là bây giờ là người ta mua khách chưa? Quen không à, khách quen không à, chủ yếu là mối là thuê này kia nhiều chứ. Nói chung là năm nay tình hình kinh tế thì mấy khách chơi thì cũng hạn chế cái nguồn tài chính. Chủ yếu là thuê thì nhiều. Thuê thì nhiều hơn á anh. Thuê nhưng mà cái mức giá nó cũng không đạt như mọi năm. Nói chung là cây cũng giảm chút đỉnh vài triệu chứ không phải là như mọi năm. Nên là coi như năm nay vẫn giảm hơn mọi ngày mọi năm. Đúng rồi. Bây giờ để em quay cho anh chị xem tình hình dạng nút ở vườn mai Thanh Hòa. Bữa nay là cũng xem được có những cái cây mà gọi là giảo Thanh Hòa của ảnh, coi hôm nay nó khoe sắc như thế nào luôn anh Hòa ơi. Đây cũng giảo Thanh Hòa nè. Giảo Thanh Hòa đó ha anh. Giờ mình coi giảo Thanh Hòa trước đi. Giảo Thanh Hòa đây anh chị. Cây tứ quý hoành chắc cũng cỡ gần 60 ha anh. Giảo Thanh Hòa thì thời điểm bây giờ này anh lặt ngày mấy anh? Bữa 16. 16 tới nay là gần 10 ngày đó. 10 ngày có một điểm, ngày mai có một điểm là 11 ngày. Coi đúng 10 ngày thì nó lên chân xanh nó tầm khoảng cỡ 2 xăng thôi vậy. Thằng này thì nó đặc điểm của nó là cái chân bông nó bóng là ngang. Bóng mà nó lùng bóng lực, lùng mập. Nhìn cái búp nó lục lực hơn. Có cây nào chỗ bông chưa anh? Bông thì chưa ha. Cây đó chậm chỗ bông dữ vậy. Chưa. Nay mà chưa có bông nào ấy ha. Giỏ Thanh Hòa lộc kìa. Đại lộc thì thấy nhiều nơi chỗ lắm rồi. Chuẩn ấy. Mê không? Để em xem ảnh có bị đốc không. Đại lộc này là người ta chỉ sợ đốc thôi, còn lại là nó là cũng rất là dữ luôn anh chị. Đây. Cây này tứ quý luôn ha. Hoành của nó tầm khoảng cỡ 35 38. Cây này 35 37 anh chị. Bông đại lộc thì nó rất là nhiều cánh ha, rất là nhiều cánh mà cánh nhỏ. Nếu mà đại lộc anh chị chỉ cần nhìn một vài lần thôi là mình sẽ quen thuộc với nó luôn. Cây này thì không thấy nó có đốc. Hình như là anh Hòa đã xử lý những cái vụ mà đốc bông này rõ rồi. Đúng rồi xử lý rồi. Nói chung là cũng có một hai cái sơ sức, nó cũng giả tạo lắm. Trên cái nhánh nó nhiều khi mình thấy để ý nó cốt cuộc là trong nó bị dính một cái gen nhỏ thôi, nó cũng xảy ra một cái chùm năm cánh trong đó. Nhưng mà mấy cái chùm đó nó ra cái chùm trên cái nhánh nó mà mình đã tuyển chọn được rồi, nó đốc một chùm á, nhưng mà nó cũng ra là bông 8 cánh 12 cánh như bông giảo, nhưng mà nó không có ra cúc như cái của cái thằng đại lộc. Còn mà mấy cái kia là nó ra cái bức xanh nó như cái trái ớt hiểm nhỏ xíu vậy á. Cái đại lộc là em nghe nói là nguyên gốc của nó là từ cây Mayin mà nó đốc ra không anh? Chắc vậy. Tại vì cũng không có cái cứu sâu về em, cái nguồn em gốc. Có nghe bữa nghe ở dưới An Giang nói sao á, An Giang dưới miền Tây á, là ảnh nói ảnh biết cái nguồn gốc của nó. Là từ đột biến từ cây Mayin năm cánh ra. Nói chung là cũng không không có xác minh được cái nguồn gốc của nó.
chủ yếu là thấy nó đẹp mình nhân giống ra, nhưng mà mình được một cái là mình tuyển chọn cho nó kỹ một chút xíu. Dạ, đó là nói về đại lộc đó. Cái cây này là mình ghép cái giống gì đây anh? Đại lộc đấy, cây này á ha. Ừ. Ồ, đại lộc mà cây này nó chưa nở, nó bơm lên nhìn thấy đẹp ghê không? Đúng cây rồi. Nó sáng. Cây này bút cỡ đó là tầm cỡ 3 ngày nữa. Ba ngày. Cái này có một quá. Mớ nụ con này kia là nó cũng bum bum luôn, nhưng mà ấy nè, nó mới xíu xíu vậy mà nó đã bum vậy nè, nhưng mà nó tầm cỡ 4-5 ngày sau nó mới ấy nở. Cái này Tết này đây là giá trị nó tầm bao nhiêu anh Hoàng? Cây này cỡ 70. 70. Cây này chiều cao nó khoảng 1m2. 40 4 mấy à. À, nó là nôm lên đây tầm khoảng trên 40 4 mấy à. Cũng bị dính nè. Nó nè. Nhưng mà nhìn cái này nè, nó như sao bông dảo nè. Vậy? Nó như bông dảo nè. Sao anh nhìn chứ không dính? Phải là cái loại mà năm cánh đâu. Sao anh nhìn biết dính? Mẹ giữa hai cái búp nó khác nhau. Nhưng mà nó ra kiểu này là ra bông dảo. À. Đó là anh nhìn cái là anh biết luôn rồi. Còn ra cái tròn tròn là nó ok đúng không? Ừ. Tròn tròn như thế này là ra cúc đại lộc rồi. À. Là đúng hèn á. Ừ. Cái này là ở vườn mai của anh Lộc. Của anh Hòa anh chị ha, vườn mai anh Hòa thì nổi tiếng là ảnh ép chậu á. Cái chậu này nó lên tầm khoảng cỡ 10 à. Đó, ảnh ép chậu là 10 anh chị. Chiều cao ha. Để có cây nào độc hỏi cho anh chị xem nha. Alo. Đây một cây song thụ cũng rất là độc đáo nè. Cái này chắc cũng ghép đại lộc. Cái nút nó y chang. Chậu này ngang 50-35 anh chị. Hoành tổng của nó chắc được đỡ 55 là 2 cây. Vàng nút rất sáng ha. Để anh nghe điện thoại xong các em sẽ hỏi cho anh chị xem một vài mức giá ở đây. Cây song thụ này bao nhiêu vậy anh Hoàng? 35 triệu. 35 triệu á. 35 triệu cây song thụ nè anh chị. Ở cây này ha là 35 triệu. Chết đây là một cây nè, cây là cây quái thú ảnh nè. Hồi nãy em được biết cái cặp này là 55 nè anh chị. À, cái cặp này là 55 nè. Cặp mai đổ nghệ thuật này ha. À, hoành của nó chắc cỡ chừng 20 mấy á. À, nhưng mà nó là một gốc nghệ thuật. Đây gốc của nó nè. Năm mươi lăm triệu. Mà mình mua thì mất tiền, mình về mình đâu có giữ tặng để làm sao. Vậy là mình phải thuê. Ừ, mình thuê nó rẻ hơn. Ừ, thuê rẻ hơn. Còn mấy ai biết chăm á thì mình mua luôn. Ừ, chăm chi cực lắm. Dạ. Năm ngoái thì thuê bên kia đẹp ghê lắm, là mình năm nay xấu. À. Năm ngoái là cứ thuê cho mai đẹp ghê, có 3 triệu. À, là có thuê 3 triệu á. Ừ, 3 triệu đây.
bên kia mà chủ năm nay xấu quá tôi bỏ tôi đi kiếm chỗ khác. À, làm con hình đó. Đẹp ghê không? Cái này là cái hình năm ngoái. Ừ, năm ngoái 3 triệu đó. Okay. Không thấy gốc, nó mà đẹp quá, không thấy gốc. À, gốc này chắc cỡ hoành 20 á. Ừ, đó 3 triệu đó. À, 3 triệu. Nút nút dữ ha. Xấu lắm. Gốc của nó là đây ở quận 12 á, năm ngoái ta đẹp ghê hơn, năm nay nó xấu quá à. Năm nay xấu lắm hả? Ừ, xấu. Tại vì mình không biết chăm á. Không phải, của nó. À, của người ta chăm giùm mình đó hả? Ừ, không, đi thuê thôi. À, đi thuê. Cái của nó là sẵn mình đi thuê trả tiền nó rồi. À. Dạ, yeah, năm nay là không không nút không đẹp bằng. Ừ, năm nay thấy không? Năm ngoái là ok đúng không? Chậu cũng đẹp ghê thấy không? Dạ. Yeah. Đẹp ghê không? À. Nó tôi đi thay cái này. Đến thay cái này ạ. À. Đây này đây nè, chủ bên đây nè. Bên đây. Anh Hòa ơi. Khách 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 hỏi cái này bao nhiêu kìa? Cái bao nhiêu ạ? Giá cái này thuê 15 triệu. Thì bớt lên đây con hỗ trợ cái chi phí thì con chuyển thì tầm 1-2 triệu gì đó. Dạ. À, thay rồi được bao nhiêu mấy lấy về? Thì tầm cỡ 8-10. Dạ, dạ tôi biết giá cũng 6 à, lấy cái cặp nhà đó gì có đi tôi gửi xe đúng rồi. Cây này bự hơn cây mà cô gái trong hình nhiều. Đúng rồi. Cây trong hình nãy cô nói 3 triệu mà nó hoành cỡ chừng 20 à. Cây này bự hơn nhiều. Cái bên này nhiêu anh Hoàng? Cái đó 28 triệu. 28 triệu. Cái này 28 triệu nè anh chị. Đó đẹp không? Ngoài ra ở vườn Mai Thanh Hòa có cặp này hơi bị khủng nè. Để anh bán hàng xong cái quay cho anh chị xem cây này à, hơi bị khủng nha. Cây này cao 2 mét nè. Bán nó ngày 25 là nó được vậy nè anh chị. Tối 25 ha là bán nó cũng được 2 mét đó. Cái này chắc chừng 3 ngày nữa là nó bung đầy luôn á à, cỡ 28 ha à, hoành của nó được khoảng 45-47. Cái đế dách chữ A nôm lên tầm khoảng 40 á. Cây này nhiêu anh Hoàng? Cây này cây chào đỏ nè. Chào đỏ cây này. Cây đó 130. 130 cây là quá hoành tráng luôn, nữa có hai em nghe là đang lại chụp hình. Đây để coi anh cây nào hoành bự nhất ta. Chắc cây này quá hả? Cái đổ này 35 triệu. Cái nó đạt như vậy. Quá đẹp. Góc này là 35 á. 35. Cặp này nhiêu anh Hoàng? Cặp này. Cái này 35, cái này cũng 35 luôn. Không, cái này. Cái này 65. 65. À, cây này 65 anh chị. Đấy nó dữ lắm. Cây này hoành nó tầm khoảng cỡ 36. Cây này hoành tầm khoảng cỡ 30. Đó. 35, thằng này là 65. Để xem dùng Mai Thanh Hòa còn cây nào dữ nữa nha. Cây này nè. Gặp này mới dữ nè. Cây này đã phơi rồi nè anh chị. Đó. Còn lại cây dính dĩa nè. Cây này cái dĩa nó vậy chứ tàn của nó là 2 mét đó. Cao 1 mét 1 ha. Cây bự này là nhiêu anh Hoàng? Cây bự này là nhiêu?
90. Cái này mắc nhất ở vườn kia anh. Chưa mắc nhất nữa hả? Đó, đi tìm cây. Coi cây mắc nhất của anh coi. Bên này của mình luôn không anh? Cây ngoài nhiêu anh? Cây ngoài đó nhiêu? Cây sắn là 45. Còn cái cây mà trong chậu to to đó, một mét đó, đá mài là bên vườn khác. À vườn khác phải không? Tỏi chậu sắn này là 45. Đây quay chậu sắn cho anh chị xem. Rồi. Chậu sắn này cao tầm khoảng cỡ 1.5 m ha. Tán ngang nó tầm khoảng cỡ 60 nó sắn rủ xuống ha. Còn đế nó nôm lên tầm khoảng cỡ 33, nó tầm cỡ đó ha. Đã sơ qua cho anh chị xem tình hình vườn mai Thanh Hòa ở tại những gốc mai đẹp, và đặc biệt là ảnh chuyên gia về bonsai anh vậy ha. Những cái chậu siêu mỏng. Chậu siêu mỏng ha. Cây này là cây 90, thấy là đang mắc nhất ở vườn mai Thanh Hòa là hiện tại ở ngoài bãi nè. Ngoài bãi này cây nào mắc nhất nữa anh? Tùy cái. Không, cây nào mắc nhất. Cây nào mắc hơn cây đó nữa không? Hết rồi phải không? Cây đó phải không? Bao nhiêu anh? Căn thủ quá nãy giờ đang hỏi. Cây đó kinh quá, cỡ 150 mới bán. 150 anh ghép giả Thanh Hòa hả? Giả Thanh Hòa. Giả Thanh Hòa. Nó xẹt hết mớ rồi, nó không kẹo. Cái này giả Thanh Hòa lên nụ như nho. Cái này chắc phải 4 ngày nữa ha anh. Tầm 3-4 ngày nữa. Đó, tầm khoảng 3-4 ngày nữa mới chỗ. À, đây có cái đó đang dở anh quả nở hôm qua. Lâu lâu đứng cái. À, dở Thanh Hòa anh chị nè. Rớt nhị rồi ha, rớt nhị rồi, nhở hôm qua. Hôm qua. À, coi cái bông nè. Rồi thấy rồi anh. Nó khủng khiếp. Đèn le lưỡi á. Rồi để cho em quay cho chị xem cái cây mắc nhất nè. Đây cây này mắc nhất nè. Đó. Cây là cây cây này giá trị của nó là 150 nha anh chị. Đó, 150 ha. Coi mình ra phía trước coi nó nè. Cây này đang được để trong chậu rất đẹp ha, chậu gốm rất đẹp. 150 giỏ Thanh Hòa. Ngày 25 này để xem cái giỏ Thanh Hòa. Giỏ Thanh Hòa thì thấy được tầm khoảng cỡ từ 4 tới 6. 4 tới 6 bông. 4 tới 6 bông là nhiều anh chị. Để em coi giỏ Thanh Hòa phía cái cây bự. Có cây nào ấy nữa không? Này cũng giỏ Thanh Hòa luôn hả anh? Năm nút. Này được 7 nút rồi anh chị. 4 5 6 7 đúc. 4 5 6 7 bông. Giỏ Thanh Hòa. Đây nước của mình tưới là ở công viên luôn hả anh? Nước giếng công viên luôn. Nước giếng công viên là lúc nào cũng có hả? Có. Mấy nay bên anh Phương đang thằng trời ở bên Thành Thái. Không có nước tưới.
anh mở clip mới á, mới quay luôn á. Ở đó ngoài đường đâu có nhà dân đâu, phải giờ anh phải về nhà chở tước lên, chở phi lên tước ha, chở nước lên tước cũng khó khăn. Khó khăn ha. Ở đây thì nếu vậy là thấy ok nè. Rồi lúc trước thì cũng ra cũng sợ tới nước giếng này kia, cũng có đem thử cái độ pH thôi sao mà mới dám tới. Nói chung là hôm nay cái giếng này xài cũng ra bán đây cũng mấy năm rồi, thử nhưng mà cái nồng độ pH nó không có đến mức độ mà pH nó được 7 không anh? Làm gì bảy dữ vậy, trời ơi, cơ nước máy mình nó đạt tiêu chuẩn, làm gì nước máy nước giếng à. Được nhiêu anh, được 6 hả? Gần 6 thôi. Gần 6 nữa ha. Gần 6 thôi chứ. Nói chung là mình tưới có mấy ngày thôi, cũng không ảnh hưởng gì. À vậy cũng tạm ok ha anh. Chứ rồi mai ra chợ rồi mình cũng vậy, hạn chế nước chứ đâu có tưới nước nhiều đâu. Dạ. À, thôi cảm ơn anh Hoài nha, chúc anh mua mai bán đất thành công trong dịp Tết này nha. Ok, cảm ơn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại anh chị các bạn ở trong cái clip tiếp theo, ở vườn tiếp theo nha. Chào anh Hoài nha. Chào bà con.